Thưa quý vị và các bạn, những năm gần đây, khi nền kinh tế Việt Nam phát triển mạnh, nhu cầu đi lại, giao thương bằng các phương tiện giao thông như ô tô, xe máy tăng đột biến. Điều này đã làm ảnh hưởng trực tiếp đến môi trường và chất lượng cuộc sống khi lượng khí thải ra môi trường đang ở mức báo động. Chính vì vậy mà gần đây thì xu hướng người dân tìm đến phương tiện hữu ích như xe đạp để dễ rèn luyện sức khỏe và bảo vệ môi trường ngày một tăng lên. Tuy nhiên, lựa chọn sản phẩm thương hiệu xe đạp nào vẫn là vấn đề được nhiều người dân quan tâm. Trong chương trình Góc nhìn người tiêu dùng ngày hôm nay của Đài truyền hình Kỹ thuật số VTC sẽ giúp khán giả có câu trả lời. Hiện nay, thị trường xe đạp Việt Nam đang trở nên sôi động với nhiều thương hiệu cùng kiểu dáng, mẫu mã khác nhau đã đem tới nhiều sự lựa chọn cho người tiêu dùng. Theo thống kê nghiên cứu, doanh thu của thị trường xe đạp Việt Nam được ước tính đạt doanh số khoảng 1-2 triệu chiếc một năm. Và trong đó, thương hiệu xe đạp Việt Long được bán với doanh số khoảng 100.000 chiếc một năm. Đó là con số cho thấy được thành quả đạt được của doanh nghiệp trong việc đưa những chiếc xe đạp của mình đến tay người tiêu dùng. Chị Nguyễn Ngọc Nhật là một nhân viên văn phòng tại Hà Nội. Hiện nay gia đình chị đã có một cậu con trai 6 tuổi. Mặc dù công việc bận rộn nhưng chị vẫn luôn dành thời gian để quan tâm, chăm sóc đến con trai của mình. Sau khi con nghỉ hè, chị đã tìm hiểu và đặt mua một chiếc xe đạp để nhằm giúp con cải thiện, nâng cao sức khỏe. Tôi là một người rất là bận rộn nên cũng không có nhiều thời gian để chơi cùng với con. Nên đợt nghỉ hè vừa rồi tôi quyết định là mua tặng con một món quà nên tôi lựa chọn xe đạp Việt Long. Tại vì tôi cũng tìm hiểu rất là kỹ rồi. Cái dòng xe đạp này thì rất là nhẹ, kiểu dáng rất là bắt mắt. Mà cho con đi thử thì con cũng rất là thích thú. Thì một thời gian sử dụng thì tôi thấy là con nâng cao được sức khỏe này, rồi thể dục thể thao tốt mà không còn ốm vặt như trước nữa. Nên là mình cảm thấy yên tâm hơn. Bên cạnh kiểu dáng thiết kế đẹp mắt, dòng xe đạp Việt Long còn được sản xuất đa dạng về độ cao của xe nhằm đáp ứng phù hợp với mỗi độ tuổi của người dùng. Sở hữu thế mạnh riêng, doanh nghiệp Việt Long đã mang tới một sản phẩm với ưu điểm vượt trội về khung càng xe được làm từ thép hợp kim, sơn tĩnh điện với chất lượng độ bền đi cùng với thời gian. Điểm cộng của sản phẩm còn đến từ bộ phận nồi trục ở giữa đặt tiêu chuẩn về thép đã mang lại sự gắn kết cực cao cho chiếc xe đạp của bạn. Ngoài ra, những yếu tố quan trọng về hệ thống wire, chén cổ hay bàn đạp cũng đã góp phần tạo nên một chiếc xe đạp không chỉ chất lượng cao mà còn đảm bảo được độ an toàn với người dùng. Ngày nay, dòng xe đạp Việt Long đang ngày càng được nhiều cơ sở, đại lý xe đạp trên toàn quốc tin tưởng lựa chọn để phân phối đến mọi người. Tôi đánh giá cao chất lượng các sản phẩm do Việt Long sản xuất và xe đạp Việt Long thì màu sắc và kiểu dáng rất đa dạng và phong phú, cho nên tôi đã tin tưởng vào Việt Long. Đơn vị Việt Long đã và đang tiếp tục lắng nghe ý kiến của khách hàng, không ngừng nghiên cứu và học hỏi về kỹ thuật sản xuất để có thể tạo nên những sản phẩm xe đạp có ích cho mọi gia đình Việt. Tôi đang muốn mua một chiếc xe đạp dùng để vừa đi làm vừa rèn luyện sức khỏe, đồng thời cũng là tiết kiệm một phần chi phí khi đã tăng lên cao. Thì được sự giới thiệu thì một người đưa tôi đến quán xe đạp của anh Đạt Tam Má ra đường Mười Thái Bắc Linh. Một người nói là ở đây có rất nhiều xe đẹp và chất lượng, nên tôi cũng đã đến xem. Thì dưới sự tư vấn nhiệt tình của anh Đạt, tôi thấy là hàng xe Việt Long này là khá là mẫu mã, khá là đẹp, màu sắc thì bắt mắt, hình dạng thì phong phú đa dạng, phù hợp với nhiều lứa tuổi. Đồng thời là khi tôi ngồi thử trên xe ấy, thấy là xe rất nhẹ và êm, đồng thời là chắc chắn, tôi thấy là chất lượng của xe cũng rất là tốt. Về quy mô sản xuất, nhà máy của doanh nghiệp Việt Long có khuôn viên rộng tới 3 hectare, đảm bảo phục vụ công suất lớn nhằm hoàn thiện những dòng xe đạp tốt nhất để đưa ra thị trường. Bên cạnh đó, doanh nghiệp cũng đã chú trọng và đầu tư bài bản cho hệ thống dây chuyền được lắp đặt bằng máy móc hiện đại của Nhật Bản, Đài Loan và Trung Quốc. Không chỉ vậy, khách hàng cũng có thêm niềm tin để lựa chọn sử dụng xe đạp Việt Long vì nguồn nguyên liệu sản xuất đầu vào luôn được kiểm định nghiêm ngặt, khắt khe theo tiêu chuẩn ISO 9001-2008. Với quá trình hoàn thành và phát triển của mình, xe đạp Việt Long đã trở thành top 10 thương hiệu Việt Nam trong năm 2022 với nhiều sản phẩm đa dạng và đặc biệt có chất lượng cao. Theo tôi thì thị trường xe đạp Việt Nam hiện nay thì rất là đa dạng. Đấy, có rất nhiều công ty sản xuất, có nhiều cái mẫu mã cạnh tranh, thì chất lượng rất là tốt. Mà cái ưu điểm của xe đạp Việt Nam ấy là cái ưu thế là dành cho người Việt Nam, cho nên là người Việt Nam rất là ưa chuộng. Xe đạp Việt Long của công ty chúng tôi là chuyên sản xuất về lồi trục, bàn đạp, ổ lái và mayer.
những cái sản phẩm này của chúng tôi là làm ra là đều đạt được cái chất lượng tốt, bảo hành là 3 năm cho khách hàng. Và riêng về lò rụt của chúng tôi thì được sản xuất tiên tiến trên máy hiện đại dập tự động và chúng tôi nhiệt luyện rất là đảm bảo. Còn đặc biệt nhất là bi và các thứ khác là chúng tôi dùng toàn bi Sakha để làm sao cho đảm bảo được cái chất lượng ổn định cho khách. Ngày nay, sử dụng xe đạp không chỉ là phương tiện đi lại mà còn giúp chúng ta có những giây phút thư giãn, rèn luyện và nâng cao sức khỏe. Vì vậy, việc sử dụng dòng xe đạp Việt Long đã và đang là giải pháp được nhiều người tiêu dùng Việt tin tưởng và lựa chọn.